Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình là Tiki và hôm nay mình chơi Minecraft. Thì hôm nay là mình nhân dịp có máy mới á, thì mình sẽ chơi luôn cái mod Blindfold mà mình bỏ từ trước đến giờ được khoảng cũng mấy tháng rồi. Mình làm có 3 tập mà mình bỏ con ngựa đó rồi. Thì đây, như đây xem cái đó này nè. Đây là cái dây chuyền. Ấy lộc cái dòng Nvidia mình lãnh thưởng từ ông nội virus, hiểu không? Đó, cái này nè. Đó, đây là cái USB. Mình cắm vô, chép JV vào đó rồi bỏ vô. Giờ dù giờ tay mình ốm sẵn rồi nên bây giờ mình nhét vào luôn chứ mình không có gỡ ra đặng. Rồi xong. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi Blindfold Minecraft Also Try Pixel Zen Shooter. Trời ơi, nó quảng cáo giùm luôn, thấy không? Đó, thì cái game này là sao? Hồi đó mình có chơi rồi, bây giờ mình xóa con ngựa nó đi. Rồi, tạo world nào. Yakis. Luôn luôn là chúng ta là sẽ là Yakis. Ý lộn. Dạ, yeah. Đánh mà không được vậy. Yakis World. Rồi, cái này có chế độ như thôi chứ không có chế độ nào khác cả. Rồi, vô game luôn. Create New World. Thì đây là cái mod cực kỳ nặng nha bạn. Thì giờ đó mình có ra ngoài net mình chơi á, nhưng mà vẫn lag. Nhưng bây giờ là mình thay máy đổi đời rồi nên mình hy vọng là nó cũng không có lag nhiều lắm. Mà bây giờ nó đang no redstone ding rồi. Shit. Rồi vô rồi. Đây. Yeah, coi. Rồi. Holy shit, lag kìa. Rồi hết lag chưa? Đó, FPS hiện giờ là 60. Rồi cũng ngon stream rồi. Đấy. Hello anh Michael Ball Black gì đây? Blip. Thôi tắt ra ngoài đi, mày nói nhiều quá. Thì hôm nay á, mình nói chung nói lại với bạn thôi chứ mình cũng biết cách chơi con ngựa nó rồi. Thì các bạn đợi tí nha. Đây. Rồi đợi tí rồi xong. Yes. Bây giờ thì mình sẽ đi vô mấy cái nhà này nè. Thì ở đây á là màu đen. Còn ở đây là màu đỏ, vàng. Này màu cam, cái này màu vàng, này xanh lá, còn cái này là màu xanh nhạt. Thì mình theo hãy nghe mình á, hãy vô cái màu xanh này nè. Đó, màu xanh này vì đây là vùng đất. Nó đây là giống như là mình là những con người á, người vũ trụ, mình có nhận thông báo là sẽ đi khám phá một cái hành tinh nào đó. Thì mình phát hiện ra một cái hành tinh này và mình là một trong những người được đề cử đi xuống cái hành tinh này. Thì á nó sẽ thả ra nhiều các khu vực lồng kính, trong đó có khí quyển oxy vào cho mình. Thì đây có tổng cộng là cỡ 6 khu vực màu đen, đỏ, cam, vàng, xanh, xanh nhạt. Thì mình sẽ đi vào khu vực xanh lá tại vì nó có nhiều cây cối hơn thì dễ sống hơn. Ok, ở đây là cái thằng người máy gì đó, nói chuyện nó là đi ngon stream. Thì ôi trời ơi được có lát giờ này mà anh ơi. Ơ cái gì vậy? Mình tưởng đâu kính vỡ chứ. Holy shit. Thì bây giờ mình có hai cái cuốn nhiệm vụ luôn. Cái gì nhiều vỡ lơ vậy? Có hai cuốn nhiệm vụ luôn, chắc mình sẽ cất một cái vô đây. Rồi, xào cái thôi. À, trời ơi. Đây là một câu chuyện dài luôn. Như nãy mình kể lại bạn nghe đúng không? Thì bây giờ là và phần 1 của chúng ta. Để coi. Bây giờ nhiệm vụ đầu tiên chúng ta là lấy một cục đất. Không biết lấy cục đất làm gì nhưng mà lấy cho con ngựa đi, lấy cho nó hài lòng hả. Rồi một cục đất xong, nó thu vô người luôn nè. Bây giờ mình sẽ bấm vô manual submit là nhập tưởng đó nhạc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhận hạt giống. Bây giờ muốn nhận hạt giống thì chúng ta sẽ ra ngoài với phần 2 nè, chúng ta sẽ open nó và lấy cái cây ra to. Rồi xong. Bây giờ quay lại phần 1, chúng ta sẽ nhận lại cây. Rồi chúng ta đã có hai cái ủa mưa hả? Vãi mưa. Chúng ta đã có hai cái phân bón. Bây giờ chúng ta sẽ trồng cây rừng đúng không? Rồi kiếm cái vị trí nào đi. Đây, vị trí này tại mình sợ nó mọc lên á, cái nó trúng vô mấy cây này nó không nổi. Rồi, đây. Đó, ngon stream. Luôn luôn công việc chúng ta là chặt gỗ. Tại sao mình không chặt gỗ kia? Tại vì để cho nó đẹp thôi chứ gì đâu. Trời ơi. Đây. Chặt
gỗ vấn đề khá là đáng lo ngại, tại vì chúng ta có một cái hạt giống thôi nhưng mà chúng ta phải đập rất là nhiều gỗ để lấy ra những cái gỗ khác. Bây giờ là mình chơi khoảng 20 phút thôi, tại vì công việc là thế mà chết. Nhiệm vụ mình là vui quên con ngựa rồi à, lấy gỗ phải không? À là cái bản chế tạo, là cái bản chế tạo cũng dễ thôi. Dễ, easy. Đó, cái bản chế tạo của chúng ta rồi đây. Bây giờ là mình sẽ đặt ở đây, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn nhiệm vụ của nó. Con chim. À, bây giờ chúng ta sẽ làm cái wooden pickaxe hay là mang tóc như này để sau đi mình sẽ làm nhiệm vụ dưới. Thì nó bắt mình là một, lấy một cục dust nữa, mà hay rảnh không? Bạn hay rảnh không? Lấy thêm một cục dust nữa. Phải rảnh. Rồi. Đây. Cái game này cứ thích lấy dust hoài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái tấm bảng. Tấm bảng cũng rất là easy. Đây đó. Trời ơi ngon chim. Cái tiếng nó lớn vờ lờ ra. Bây giờ mình sẽ làm cái park builder và cái chest. Thì hai cái này là mình rất là ngu nên mình cố gắng làm xem bây giờ đập này ra phải không? À đúng rồi, đập ra mà không gì hết. Đập ra. Búp. Rồi chúng ta sẽ bỏ cái này vô đây. Đó là cái crafting station. Holy shit. Và ta sẽ để ở đây. Rồi chúng ta sẽ là cái này. Rồi bỏ cái này. Ê fuck. Đừng có vậy mà. Bỏ cái này vào đây. Rồi chúng ta bỏ cái này vào đây. Rồi chúng ta thêm là một cái crafting table nữa. Đây và đây. Rồi chúng ta sẽ làm thêm cái gì nữa. Cái hòm nữa chứ gì. Cái hòm yên tâm. Holy shit. Tôi thề. Ơ có táo, ngon chim. Ồ cây chưa đủ hết nè. Ngon. Chúng ta sẽ lấy hết sạch cái lá cây của nó ra. Ui. Ngoài trời đã mưa lỡ tả. Chúng ta không biết chúng ta làm gì nữa. Tại sao lại mưa, tôi đang buồn mà. Rồi. Bập. Đó. Ra cây bự hơn. Bự hơn bao giờ hết. Mình ghét mấy cây bự lắm nhưng mà cây này cũng không lấy nổi là bự lắm đâu. Ôi trời ơi, yeah. Mỗi lần quá. Chưa già là mỗi lần rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho mình cái hòm. Cái hòm thân thương. Cái hòm. Đây. Trời ơi, rồi. Bây giờ vị trí công việc nè. À, các bác builder như để ở ngoài, phải không? Không. Hả, để giữ cũng được. Không sao hết. À, cái này đập con ngựa này ra đi. Đó. Rồi đặt để này stone station. Không, cái này mình để qua bên đây mới đúng chứ. Tại mình cũng ngu nên mình cũng ngơ. Rồi. Đây. Phát để ngoài luôn đi, mệt. Mệt. À, bây giờ chúng ta sẽ làm cho mình cái rồi nhận thưởng. Yeah, có nhạc mà. Thì chúng ta sẽ làm cái cuốc, cái dấu X, cái xẻng và cái rìu. Easy. Tưởng gì chứ mấy cái việc này là y con mẹ nó gì. Rồi ta sẽ làm cái dấu X phải không? Rồi chúng ta sẽ làm cái rìu đúng không? Rồi chúng ta sẽ làm cái fuck. Cái cuốc. Rồi cái xẻng ở đâu? Từ, chúng ta sẽ bỏ này vô. Lấy cái xẻng. Mà có sẵn chưa có đúng không? Rồi, ngon. Bum. Bập. Đừng. Trời ơi, mình không có nút tắt nên giờ chơi cực kỳ mệt mỏi. Đây. Nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành. Đó. Ui trời. Mấy em nó chết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái Toon Station làm luôn rồi. Ngon dream. Bây giờ ta sẽ làm cái wooden mà cái mặt tóc. Easy. Không có gì easy bằng cái nào cả. À, mình nghĩ là mình không gì hết. À, mình sẽ làm cái này vô, bỏ này vô đây, bỏ cái dấu X vào đây và bỏ cái này vào đây. Chúng ta đã có cái pickaxe và bây giờ ta làm cái matok. Làm cái này nè. Matok á là sự kết hợp giữa xẻng và rìu. Nhưng mà nó cũng có thể làm giống như cái cuốc đào đất để trồng cây á. Mình cũng hiểu tại sao nó công dụng như vậy. Mình rồi, nice.
Bây giờ là mình sẽ làm cho mình cái fling pickaxe, nghĩa là sao? Nghĩa là cái cuốc làm bằng fling là bằng sỏi. Mình chưa bao giờ thấy ngoài đời cái cuốc làm bằng sỏi cả. Game đời mọi game mày phải thực tế chút đi, thực tỉnh đi game, thực tỉnh đi. Không, bây giờ mình sẽ làm cho mình cái thang luôn. Cái thang không có đá gì, mình đào đá làm thang ra. Hãy thức tỉnh đi thằng ngu kia. Ê, từ từ. Bây giờ mình sẽ dùng tay không đập mà đập sỏi. Ok. Làm ơn đi đập đập cho tao mấy miếng sỏi đi, đập hoài không ra. Lạp 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 lạp. Vãi, đập phải không? Đập 10 viên, đập 10 cục sỏi chẳng ra cục sỏi nào luôn. Vãi cứt, cái lộn vãi shit chứ đừng nói giờ vãi cứt tại vì nghe thường Việt nghe ú một cái rồi. Về đây. Đó, ngon chim. Sao? Ý, phải không? Không phải. Đờ mờ đập 22 cái chưa ra một cục sỏi nào. Mày đùa anh à. Để mới thấy chúng ta thấy cực khổ không? Mò kim đáy biển. Viên ô hai cái rồi, ngon. Ê, hình như mình cần một cái là đủ rồi phải không? Đúng rồi, như cần một cái thôi, chúng ta không cần ba cái. Một cái thôi là chúng ta đủ chơi rồi. Bây giờ làm nó sẽ làm cái đầu pickaxe. Bỏ cái nguyên liệu vào đây là bỏ cái kết vào đây, chúng ta đã có xong. Ngon dream, bây giờ nhận nhiệm vụ thôi. Yes. Ngon dream. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái cuốc bằng đồng. Cái cuốc bằng đồng thì chúng ta sẽ làm một cái pickaxe. Dù trước khi xong nó không, chúng ta vẫn làm cái này à. À. Bây giờ làm cái dấu ít. Ê, bỏ cái sổ gì được không? Hay được nè. Vãi. Bỏ sỏi vô và làm vẫn được. Rồi ta sẽ là cái pickaxe bằng sỏi. Chưa giờ mình thấy ngoài đời làm bằng sỏi hết. Nhưng mà ôi xin lỗi các bạn, mình bận việc tí. Holy shit, đặt này đi. Làm cái gì? Ủa, tối con ngứa nữa rồi. Ngủ. Ngủ đi. Dù làm việc mệt mỏi hay là nhiều gì cả thì ban đêm chúng ta vẫn ngủ đúng không? Hả? Trời, bây giờ mình quên con ngựa, mình làm gì luôn. Mình lại có cuốn sách này. Chắc hồi nãy mình làm cái này rồi. Bây giờ chúng ta là sẽ hành trình đi à khoan, mình cần làm ruộng tí. Cục đất của mình đâu rồi? Không có đất ở đây luôn, mình sẽ lấy cái mặt tót mình đào đất. Đào lên. Bập. Đất ở đây khá là dư nên chúng ta sẽ lấy thoải mái. Thậm chí chúng ta hãy lấy ra bên ngoài đất thế giới luôn các bạn ơi. Rất là ngon stream nha. Rồi. Đây. Đó, rồi, để cái xung quanh. Xung quanh nước để chúng ta trồng cây dễ. Đây, là cái mặt tót. Bà thấy không? Game này rất là hư cấu. Cái mặt tót. Cái mặt tót nó làm bằng rìu và sẻng. Mà nó làm sao có thể cút đất trồng cây luôn. Nice. Bây giờ sẽ lấy hạt giống ở ngoài này nè. Đó. Đập ra thì nó sẽ ra chúng ta sẽ rất là nhiều hạt giống. Hy vọng là chúng ta sẽ có đủ hạt giống để sống qua cái mùa cơn lũ ráo riết này. Ui cho đầu tiên quá. Đây, mình muốn biết bên ngoài thế giới bên kia là có cái gì, nhưng để ta sau đi. Tò mò là không nên. Ôi chúng ta có cái silicon mà cotton gì nè. Ngon chim. Ui mình sợ té quá. Rồi chúng ta đã có rất là nhiều shit. Ê lộn shit. Shit. Right. Pop. Cái game này khác lại mà rất bình thường á, chúng ta khi chúng ta xài cái phân bón á. Đó, bấm vào cái nữa nó tự thu hoạch cho mình luôn. Rất là ngon phải không? Đó, cái đấy đi. Rồi. Bây giờ là muốn chết cha rồi. Mình chưa đủ đá phải không? Mình có một cái à. Bây giờ muốn làm cái này là người ta phải đập rất là nhiều đá. Để mình đập đá cho bạn xem. Đập đá nha, chứ không phải là đập đá kia. Đập đá này là đập đá theo một cách nghiêm túc, chứ không phải đập đá kiểu tệ nạn đâu. Đấy.
bây giờ mình sẽ khoảng kiếm khoảng 8 cục đá, mình làm cái lò, lò nung để làm bánh mì. Tại bánh mì ở đây ta không thể làm hai cách thủ công được. Thủ công là làm ba cái lúa để ngang, cái xong ta sẽ ra cái bánh mì. Các bạn hiểu không? Ui, có cái hàng. Ngon dream, có gì đây? Mày là muối phải không? Muối luôn. Muối dành tên những thằng thiếu não cứ suốt ngày nhạt như nước ốc á, phải ăn muối nhiều vô để thông minh bớt. Thông minh hơn chứ ai gọi thông minh bớt, đúng không? Ở dưới đây có gì? Một cái hang. Và hang này là hang, ôi hang này hay ghê. Đây là một hang khá là hứa con ngựa nè hẹn. Bây giờ sao lên? Hay, lên được rồi. Ngon dream. Bây giờ mình sẽ lên làm cho mình một cái lò. Và mình sẽ lên bằng đường này. Bập. Rồi. Xong. Làm cho mình cái lò thôi. Cái lò. Rồi. Bập. Nó sẽ để trên đây, được không? À, không được. Để trên đây thì nó chứng hàng quá. Để đây đi. Rồi. Tình hình là không có cái thang mình làm đỡ cái này vậy. Đây. Ê, cái gì vậy? Ơ, mất tiêu rồi. Ê, vẫn còn. Ta sẽ lấy than làm cho mình cái đuốc. Tại vì cái đuốc này á là khá là nhiều thứ. Cái đuốc này mình xuống dưới mình sẽ tìm thêm nguyên liệu. Ở dưới cái than mình không thấy đường. Từ. Vơ lơ. Nói này được không? Được. Đây. Ngon dream. Tuyết lạnh cái đâu. Bỏ dưới đây. Và bỏ dưới đây chúng ta sẽ ra cái thang. ở đây có chúng ta sắt. Nhưng mà dùng cái cuốc bằng flint đập không được. Bây giờ mình sẽ chỉ có cái cuốc bằng đồng mới đập được thôi. Để coi xung quanh đây có gì không. Đây. Mình nhớ vị trí mà các bạn yên tâm đi. Rồi. Ở đây có thang. Ở ngoài này nó có một cái hang bị sida. Thì chúng ta đập vào đây là chúng ta sẽ bị mất máu. Cốt nhất là không nên đụng đến đó. Ủa hang nước mà chưa ánh sáng. Rồi, đập lấy than nào. Tại vì lấy than này chúng ta sẽ không cần phải nấu gỗ ra nữa. Tại vì nấu gỗ ra sẽ mất rất là nhiều gỗ. Như vậy là không tốt cho sức khỏe chút nào. Rồi. Đập tí gỗ thôi, đập tí than là chúng ta sẽ đi kiếm cho chúng mình đồng. Tại vì đồng á là một cái trong hệ thống nhiệm vụ của chúng ta. Đây, hồi đập hết con ngựa không đi. Lên level 2 luôn. Ngon dream. Đấy. Bụp. Hay mình biết thì ở gần đây cũng có cái hang để mình đào, mình mò tí nó ra. Đây nè, có cái hang đúng không? Đấy. Đập tí là ra, không phải mình chơi trước nha. Tại vì hồi đó mình cũng chơi trước rồi, mình cũng biết. Đó, một cái hang. Cái hang này dẫn chúng ta sẽ đến một cái hang khác nữa. Trong đây thì mình sẽ đứng vô từ. Ôi, đứng lâu chúng ta sẽ bị sida. Ôi, thôi. Ôi, thôi. Rồi, ngon tri. Ôi, thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ vô nấu rất nhiều than, càng nhiều than càng tốt. Ê, vô xung phong vô. Đây có đồng nè, ngon dream. Đây đứng như đồng đó, đứng như đây đào thôi, không gì là không thể, chỉ sợ lòng không bền. Đây chúng ta đã tìm ra đồng rồi đó, có 3 cục đồng thì dư sức là chúng ta cục đồng. Ngon dream. Rồi, bây giờ lên mặt đất nào. Ôi, chạy không được. Hình như đứng trong cái vùng này là chạy không được bạn ơi. Holy shit. Rồi, ngon. Bây giờ chúng ta sẽ lên mặt con ngựa nó đất. Để làm ta cái cuốc đồng. Yeah, wee. Mình chưa biết cái muối làm gì nha. Muối làm bánh mì nè. Muối làm bánh mì chắc cũng lâu. Đây. Búp. Ê. Xong. Bây giờ người ta sẽ làm cho mình cái cước bằng đồng. Fuck. Lên lẹ coi. Phải. Rồi. Hình như cái cước là nấu luôn phải không? Đây.
mình sẽ nấu cho mình đồng. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho mình cái floor. Cái floor thì mình sẽ cần thêm một cái này nữa, tại vì đang hạn hẹp tài nguyên, đập ra cái mảnh tóc hai phê phới. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chất ra, rồi lấy một ít này ra, bỏ vô đây, rồi chúng ta sẽ nấu cho mình đá. Ba cục đá được rồi, tại mình cần làm cho mình bánh mì. Bây giờ để mình cho bạn xem nha, bánh mì ví dụ để vậy nè, nó sẽ ra cái bánh mì rye mì bread, nghĩa là bánh mì nó không hợp lệ, thấy không? Vậy nó con không chịu, cái game này nó hư cấu gì đâu, để vậy cho rồi đi bắt mình nấu mình lum tùm la. Bây giờ muốn làm bánh mì này, đợi tí. Rồi bánh mì này chúng ta sẽ làm đây, gọi ra đây rack ấy, mình bỏ nó cặp lóc chết rồi. Bánh mì tiếng Anh là gì đây, fuck đây. Thì muốn làm cái này rất là nhiều cách. Đây chúng ta cần bỏ cái mayonnaise vô đây nè, đó ta nấu cái này ra nữa tùm lum tùm la, từ lưa hộp dưa. Đây cái mayo juice tùm lum hết nha, mệt mỏi con ngựa nó. Rồi đó có tiếng té để ra không được à? Rồi xong rồi, lấy được rồi, bây giờ mới lấy được. Bây giờ mình sẽ làm cho mình cái này nè, từ từ mình không lấy cái này sao mình lấy không được ta? Đây. Tại sao mình không biết nữa. Tôi có chụp bình thì sao rồi, bị lỗi vô kia à, đợi tí. Fuck. À, bị lỗi như Niki. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ vô đây được rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy gỗ này làm cái này, chúng ta sẽ bỏ này vô đây và bỏ cả ba cục vô đây. Chúng ta sẽ có cái Mortal Upon. Bây giờ chúng ta sẽ cần bỏ cái này vô đây nè, bỏ lúa vào. Chúng ta đã có cái floor. Giờ lấy 6 cái floor này, chúng ta sẽ bỏ vô cái lò này rồi nấu lên. Chúng ta sẽ hành bánh mì ngon. Thì cái này á, cái cú vận động chúng ta cần làm vậy thôi là được. Easy đúng không? Easy. Rồi, chúng ta đã có cái achievement mới. Đó là lấy chúng ta một cái cước bằng đồng. Yeah. Và bây giờ chúng ta đã có bánh mì. Yeah. Bây giờ bánh mì này chúng ta không nên ăn, là nhân nhiệm vụ luôn. Đây. Ấy, phất nhạc hết nhanh nhỉ. Rồi, giờ lấy bánh mì này mình ăn. Ăn nào? Ăn gì chả là ăn đúng không? Đó. Ăn cái no đi. Rồi, thì mình nghĩ ra được rồi đó. Ủa, cái cuốc mình sẽ lấy đây. Thì ok, nếu mà hết series này của mình á thì nhớ like và subscribe để mình có động lực làm tiếp nha. Thì khoảng 300 share thì mình sẽ làm tiếp tục Blindfold tập thứ 3. Thì ok, bye bye mọi người. Bây giờ mình sẽ đi ăn đây, đói quá trời ơi, sáng giờ tôi ăn gì hết. Fuck.